cân tiểu oa cắn một ngụm tiếng kim loại va chạm vẫn rất rõ ràng tuy nhiên quan tài bằng đồng vẫn chưa bị phá hủy ngược lại hàm răng của tiểu oa ngã xuống hai cái nói là răng đều là hư ảo ở trong rơi xuống hóa thành hai luồng tiên khí lại tiến vào trong cơ thể tiểu oa thì ra ngoại trừ lộ giáp thiên tự còn có hắn ăn không được diệp thần một câu thâm trầm vật nhỏ kia thấy cái gì ăn cái đó không có nó không dám ăn bây giờ đây là lần đầu tiên nó bị sụi muốn ăn quan tài bằng đồng, cũng không gặm nhấm. Chính vì vậy, hắn mới khiếp sợ, tiểu oa ngay cả thiên đạo cũng có thể ăn, lại gặm không nổi quan tài đồng, quan tài kia không khỏi quá cứng rắn, thật sự là vật liệu vĩnh hằng bất diệt. Chật chật chật, tâm thần bình tĩnh như nữ đế, cũng không khỏi chật miệng, đã quen với tiểu oa thiên dây điện dây kiến, lại gặm không nổi một cái quan tài, cái này có chức dọa người. Nhìn tiểu oa rất buồn bực. Thứ này, sao lại cứng rắn như vậy? Nó không tin tà có đủ địa phương, nhắm vào, há mồm liền cắn. Cân, vẫn là tiếng vang này, lại là hai cái răng. Cân, 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 chủ không tin tà, đi đâu cũng có, tiểu oa là một người xuất chúng, gạm vừa gặm, gặm cũng gặm không nổi, từng cái răng từng cái từng cái rơi xuống. Nhìn cũng đau, diệp thần thổn thức, may mà tiểu oa không có máu, nếu là có, hơn phân nửa là miệng đầy chảy máu, tựa như một người bình thường, hướng một khối cương bản liều mạng gặm cắn không biết khi nào, tiểu oa mới bỏ cuộc. Lần đầu tiên, nó bày ra một mặt hình người, lưng ngược bàn tay nhỏ bé, vòng quanh quan tài bằng đồng, khi thì còn vươn bàn tay nhỏ bé, gõ vài cái như vậy, tiếng bàng bạc, vẫn rất dễ nghe, lại chấn đến diệp thần cùng nữ đế thần hại ông Long. Hình ảnh đó rất thú vị. Thử nghĩ xem, một cái nhỏ không chút, vòng quanh một quan tài, nên có bao nhiêu buồn cười, bị nó nhìn chăm chăm, người trong quan tài, sợ là ngủ cũng ngủ không ngon. U. Uh kèm theo một tiếng ông ầm, tiêu oa mạnh mẽ vé nắp quan tài lên. Âm âm, dừng lại, âm khí trong quan tài bạo dũng, lại là dị thải dâng lên, có thần quang ảo diệu, có tiên huy rực rỡ, mỗi một luồng âm khí, đều tượng như ánh xạ một mảnh đại giới, giống như mảnh nhỏ của vũ trụ, nhìn kỹ còn có thể thấy sơn thủy thảo mộc. Ngoài ra, chính là đại đạo thiên âm. Thiên âm đạo ẩn vô cùng, cho dù diệp thần cùng nữ đến nghe xong, đều không khỏi tâm thần hoảng hốt, không tồn tại thế gian đạo, để cho bọn họ phảng phất lại nhìn thấy một mảnh thiên địa khác từng có một khoảnh khắc bị bọn họ hóa vĩnh hằng đem đạo âm khắc vào thần hải ở bên trong một lần lại một lần vang vọng đúng là đời cảm ngộ vô thượng khoảnh khắc vĩnh cửu đáng nhớ diệp thần tựa như nhìn thấy hoàng đế môn mà nữ đế tự chém một đao lại cũng nhìn thấy đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện hết lần này tới lần khác ngộ đạo âm được tìm hiểu đúng là đã xảy ra đây còn là một luồng đạo âm liền có cơ duyên như thế nếu ngồi trong quan tài nghiên cứu, chẳng phải là tạo hóa nghịch thiên sao. Nóng lòng, tiểu oa lại cười khanh khách, nhìn con ngươi trong quan tài, rực rỡ rực rỡ, giống như đạo mộ tặc, phát hiện ra chân bảo bất thế, mà nó lại càng diễn giải vô cùng nhuần nhiễn, không chỉ ánh mắt dạng rỡ, trong miệng còn có nước miếng chảy xuôi, tự nhiên là nước miếng hư ảo, rơi xuống vẫn như cỗ thành từng luồng tiên khí, trở về trong cơ thể nó. Diệp thần cùng nữ đế chú ý, nó nhảy vào trong quan tài. Ngô, nắp quan tài khép lại, tiếng cần âm thanh lại đẩy lùi hai người hắn. Nó vẫn chưa kết thúc. Sau khi tiểu oa đi vào, quan tài bằng đồng liền không bình tĩnh, trao ở đó, ông ông run rẩy. đặc biệt là nắp quan tài, áp cũng không áp chế được. Trong khe hở giữa quan tài và nắp quan tài, còn có âm khí đen nhánh mãnh liệt, còn có lệ quỷ kêu rên, tựa như một cỗ thi cổ, muốn rông ra khỏi quan tài, cũng chính là lờ gà trong truyền thuyết. Một màn kia, sao lại nhìn người khi nào? Tiếng rên gì kia, sao lại nghe sườn gai ốc? Diệt thần ho khan. Nữ đế cũng ho khan. Hai người đều ăn ý, đồng loạt lui về phía sau. Âm khí lan tràn ra, cực kỳ đáng sợ, vọng lung nhiễm. Vĩnh Hằng đều có thể chém diệt người. Nói cho cùng, vẫn là đạo hạnh của hai người bọn họ không đủ nhìn. Điểm này, nhìn đạo âm lúc trước liền biết, chỉ một sợi, liền làm cho hai người lột xác. Bởi vậy có thể thấy được, người chôn trong quan tài, tuyệt đối vượt qua thiên đạo. Hơn nữa, siêu còn không ít đó là một mức độ không thể tưởng tượng được. Luận chiến lược, bọn họ cũng không phải là một thứ nguyên, ngay cả tiểu oa cũng cảm không nổi quan tài của nó, nên có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Đi vào, có lẽ có thể phong vị hoang đế. Diệp thần nhét tay, liền gác ở bên kia xem, liền gác ở chỗ kia chờ, muốn nhìn xem tiểu oa đi vào, có hay không còn có đại sự phát sinh, làm không tốt, thật có thể đem người chôn ở bên trong, kéo ra. Nữ đế không nói. đều chỉ diệp thần cho rằng như vậy, nàng cũng cho rằng ở chư thiên vũ trụ không cách nào bổ sung một đao bị tự chảm ở bên ngoài vũ trụ có lẽ có thể mà quan tài bằng đồng kia có lẽ có thần lực này nhưng cũng phải có thể đi vào mới được lúc trước chỉ giờ một chút cánh tay ngọc liền nổ tung nếu dám đi qua không đợi tới gần quan tài bằng đồng sẽ bị âm khí đáng sợ kia nghiền nát phú quý hiểm nguy cầu không sai điều kiện tiên quyết là có vốn liếng kia mới được mà hai người bọn họ hiển nhiên không có u uh, u uh quan tài bằng đồng run rẩy càng tàn nhẫn ngay cả phù văn trên đó cũng từng đạo biến thành sống động lóe ra ánh sáng vĩnh hằng trời mới biết tiểu oa đi vào làm cái gì đại náo là khẳng định bằng không quan tài đồng cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy nóng lòng ngoại trừ tiếng ông ầm chính là tiếng cười khanh khách của tiểu oa không cần nhìn liền biết hàng kia ở bên trong trời rất vui vẻ cũng không cần nhìn liền biết trong quan tài tự thành một giới bởi vì diệp thần cùng nữ đến người được lực manh mông làm không tốt trong quan tài thật cất giấu một mảnh vũ trụ trước tiền trả lại đoạn thời không kia diệt thần nhịn không được kêu một tiếng thật sợ vật nhỏ kia chơi đến địa lão thiên hoang sợ là không đợi nó còn thời không chư thiên thương sinh liền bị thiên đạo diệt thế hắn gọi nhưng không có câu trả lời quan tài đồng càng vui vẻ thậm chí hai người bọn họ đều bị phơi ở đây đồng dạng bị phơi còn có hoang ma cùng sinh vật không rõ không sai hai người kia còn ở chỗ sâu làm giàu tiếng ầm ầm tiếng gào thét, không dứt bên tai, còn có vầng sáng, hủy diệt, lần lượt lan tràn tới đây, may mà hai người có vĩnh hằng chống đỡ, bằng không, hơn phần nửa đã thành cho bụi. Trước đêm thời không trả lại, cho dù biết vô dụng, Diệp Thần còn đang lần lượt gọi, nữ đế cũng như thế, trừ thiên chờ không nổi. U, uh, u, uh, uh. đáp lại bọn họ, chính là quan tài đồng ong ong, cùng với tiểu oa nhỏ giọng. Người đặc biệt có bệnh đi, không biết trong nháy mắt đó, trong quan tài dường như có một tiếng mắng to vang vọng diệp thần cùng nữ đế liếc nhau cũng không phải ảo giác hai người hắn đều nghe thấy đích xác có người mắng nương mắng chính là tiểu oa không có việc gì chạy vào quấy rối cái gì trường ngươi chọc ngươi có một cái gì đó còn sống khi hai người nhìn quan tài bằng đồng ánh mắt thâm sâu không ít nghe âm sắc kia ngây ngô du dương cổ xưa phẫn độ xen lẫn rất nhiều tình cảm liền biết mắng tiểu oa giả nhất định là nhảy nhót hiển nhiên không phải là người chết lừa thi thể nên có người giấu trong quan tài ngủ say, hình tự tiểu oa xông vào, đem vào đánh thức. Ầm ầm, phanh, ầm ầm, rất nhanh, tiếng ầm ầm vang vọng, truyền từ quan tài đồng, là động tĩnh đại chiến. Diệp thần cùng nữ đế tự mình não bổ, tất là người mắng chửi cùng tiểu oa khai chiến, hơn nữa đánh hăng hăng ngất trời. Ngô, quan tài bằng đồng bị ảnh hưởng, liệt kê một khe hở, nhưng cũng chỉ có một. Diệp thần cùng nữ đế lại lui. Nhìn tư thế này, quan tài bằng đồng kia, rất có điểm báo ầm ầm nổ tung, khoảng cách gần như vậy, nhất định bị nổ vô cùng chua sót, tại chỗ nổ thành cho cũng nói không chừng. Cảnh quan tài đồng nổ tung trong tưởng tượng vẫn chưa hiện ra. Chẳng qua, đại chiến càng ngày càng mãnh liệt, trời mới biết là ai cùng tiểu oa đấu chiến, tất là tồn tại vượt qua thiên đạo, bằng không, cũng sẽ không dãy rụa như vậy. Vì cái gì nói dãy rụa? Bởi vì tiểu oa đang cười, cười rất vui vẻ, nếu bị đánh là nó, vậy cũng không phải là cười, hơn phân nửa đã gào thét, cục diện này. Diệp thần đã gặp qua rất nhiều lần. Dừng lại, không đánh. Hành khách. Hắc. Hành khách. Không đánh, thật không đánh. Hành khách, trong quan tài đồng có bao nhiêu tiếng kêu nhỏ, nên là người nào đó bị đánh sợ hãi, muốn ngồi xuống hảo hảo tán gẫu, xấu hổ chính là tiểu oa không làm, càng cười đánh càng mãnh liệt Như mẹ nó, có loại tìm vĩnh hằng thiên can, đánh ta tính là bản lĩnh gì? Hợp thể vĩnh hằng tuyệt vời, vẫn là tiếng mắng to, so với tiếng ầm ầm càng thêm hồng lượng. Vĩnh hằng thiên, diệp thần thì thào, vẫn là lần đầu tiên nghe được danh hào này, nghe giọng nói của người nọ, liền biết vĩnh hằng thiên kia là một cái không dễ chọc chủ, tuyệt đối vượt qua hoàng đế. Hợp thể vĩnh hằng, nữ đế cũng lẩm bẩm, còn theo bản năng nhìn thoáng qua diệp thần, sự vĩnh cửu của sự hợp thể nàng ấy đã nhìn thấy. Năm đó ở ngoại vũ trụ, vì chiến thái thượng, Diệp Thần cùng Triệu Vân liền từng vĩnh hằng hợp thể, nghe nhân khẩu hôn kia, chữ hình kia tiểu oa oa, cũng là hợp thể vĩnh hằng. Như thế, có liên quan đến Diệp Thần và Triệu Vân hay không? Không biết vì sao, giờ phút này lại nhìn Diệp Thần, trên người hắn phẳng phất bịt một tầng thần bí màu sắc, cái này đại sở hoàng giả, tuyệt đối cùng tiểu oa không thoát khỏi liên quan. Ca, ngồi xuống tán gẫu một lát, trong quan tài người sợ hãi, Sợ hãi không thể sợ hãi hơn nữa, lúc trước máng khí phách nghiêng nghiêng, hôm nay nên là đang cười ha hả làm quen, lấy Diệp thần tưởng tượng, gã kia nhất định là mặt mũi bầm dập, bị hình tự tiểu oa thu thập phục vụ tiếp tiếp. Nóng lòng đáp lại hắn, vẫn là tiếng cười khanh khách của tiểu oa. Tiếng cười kia, ở Diệp thần cùng nữ đến nghe được, phá lệ khiếp người, đừng nhìn đồ nhỏ mũ mĩm hồng hồng đô đô, nó nếu phát cuồng, cha mẹ ruột đều không nhận. Tiếng ầm ầm không biết từ khi nào đã bị tiêu diệt quan tài đồng kịch liệt ong ong cuối cùng rơi vào yên lặng cũng không nghe thấy người trong quan tài mắng to làm không tốt đã bị ăn hoặc là bị tiểu oa đánh diệt u uh, lại một tiếng ầm ầm nắp quan tài lại mở ra đứa bé chạy ra ngoài gã kia vẫn là nghịch ngợm như vậy đứng ở trên quan tài liều mạng nhảy nhót thấy vậy diệp thần một bước tiến lên ầm ầm không thể hắn mở miệng liền thấy một con quái vật khổng lồ lật ngang qua nhìn kỹ chính là sinh vật không rõ nhìn thân hình nó có chút chật vật nên bị hoang ma đánh đầu đều bị vặn đứt một cái vốn là ba đầu sáu tay giờ phút này chỉ còn lại hai đầu ba cánh tay máu chảy mỏng và chảy thành sông thật trùng hợp sinh vật không rõ nện trên quan tài bằng đồng tiểu oa đang vui vẻ đột nhiên bị đập tất nhiên là khó chịu nó khó chịu vậy thì thiên hạ đại loạn sinh vật không rõ mới đứng dậy đang chuẩn bị đại chiến thêm ba trăm hiệp với hoang ma lại bị tiểu oa một tay đút vào đó có thể hỏi rõ ràng xương cốt trong cơ thể nó bùm bùm diệp thần tiến lên một bước lại lui trở về nước miếng nước thẳng một màn sau đó càng là treo lơ lửng trời tiểu oa nắm chặt đôi sinh vật không rõ một tay xách theo làm vũ khí chạy thẳng tới hoang ma nhào tới thoáng cái đem hoang ma quật ra ngoài trừ thiên khiêng tay quả là khí phách nghiêng nghiêng diệp thần khóe miệng giật thẳng đừng nhìn sinh vật không rõ ngư bức ẩm đừng nhìn hoang ma nguy nga như núi nhưng trước mặt tiểu oa hai người nó hình như đều là tôm nhỏ. Âm âm, phanh, âm âm. Tiểu oa đại triển thần uy, hư vô hư vọng nổ vang không ngừng. Nhìn từ xa, hình ảnh kinh thế hãi tục, tiểu nhân nhi kia mang theo một đại gia hỏa, đang đập một đại gia hỏa khác, vô luận là hoang ma, hay là sinh vật không rõ, đều toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn con người của chúng, ngây ngô một mảnh, hiển nhiên là bị choáng ngợp. Luận về tràng diện chống đỡ, còn phải là hình tự tiểu oa. Diệp thần líu lưỡi không thôi, Vốn định tiến lên làm quen, thấy hình ảnh này, trốn xa xa, cái kia đều vượt qua hoang đế, mỗi người mãnh liệt, cho dù là hai người bị đánh, dư ba đại chiến cũng đủ hủy diệt, vọng tự tiến lên, nhất định sẽ gặp tai ương. Cuối cùng cũng nhớ nhíu mày một hồi. Nữ đế hít sâu một hơi, tự xuất ra chư thiên vũ trụ, đi đâu trốn đó. Bây giờ, cho dù là chủ nhân của cảnh tượng chống đỡ, đừng nhìn người ta nhỏ bé, lợi hại thì sao? Đừng nhìn sinh vật không rõ cùng hoang ma nguy nga như núi, lại vô cùng xấu hổ vượt qua hoàng đế, cũng phần cấp bậc. Đây là giác ngộ của diệp thần và nữ đế, như người trong quan tài, như sinh vật không rõ, như hoang ma, có lẽ đều là sơ giai trong lĩnh vực kia, mà tiểu oa hơn phân nửa là đỉnh phong nhất, bốn người căn bản không phải là một cấp bậc, cũng không phải là bị đánh sao. Đáng tiếc hai người, ngay cả hoàng đế cũng không phải. Do đó nói, muốn đi dạo vũ trụ, ít nhất đạt được cấp hoàng đế, ngay cả người vượt qua hoàng đế cũng bị đánh, càng đừng nói chuẩn hoàng đế hai người bọn họ còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là một kỳ tích. Không biết từ khi nào, tiếng ầm ầm mới bị tiêu diệt. Tiểu Oa Nhi sảng khoái, đang giải nha đặt qua nhảy lui, cười khanh khách. Nó sảng khoái, hai người còn lại thảm hại. Như hoang ma nuốt vũ trụ, đã thành một đại ổ, đã không còn hình thái đáng nói, huyết nhục đang nhúc nhích, lóe ra u quang, không kéo mấy cái, tiếng gào thét liên tiếp không ngừng. Nếu sinh vật không rõ, cũng trở thành một ổ. So với hoang ma, nó hình như thảm hơn, nằm sấp ở đó không nhúc nhích. Chẳng qua, hai vị này còn có mạng. Mà hình tự tiểu oa, hình như đối với hai người nó không cảm thấy hứng thú, lại không ăn, có thể là hai người nó không ngon, cũng có thể là tên kia ăn no, không có khẩu vị. Hai người vượt qua hoàng đế. Cứ như vậy bị thu thập, bị thu thập phục vụ thiếp thiếp. Đến lúc này, Diệp Thần mới tiến lên. Phương bất tiện, đem đoạn thời không kia trả lại. Diệp Thần cười ha hả. Tiểu oa không phản ứng, còn đề đầy hư vọng chạy loạn, có thể thật sự ăn no, ở lĩnh vực không biết nó cũng không như vậy thấy cái gì ăn cái đó hơn nữa còn ăn không đủ no phương bất tiện đem đoạn thời không kia trả lại tiểu oa đầy hư vọng chạy loạn diệt thần ở phía sau đầy hư vọng đuổi theo nữ đế cũng như thế còn không dám kích thích nó đuổi theo này nên có trăm năm tiểu oa đi một chút dừng lại hai người cũng giống nhau trăm năm kết thúc tiểu oa ngáp một cái xong việc quay đầu liền ngủ giống như tiểu oa nhi nhà bình thường ngủ ăn tường hơn nữa hình thái mũ mĩm hồng hồng đô báo múc mít ghi nữ đế mẫu tính đại phát rất muốn tiến lên nheo nhéo khuôn mặt nhỏ nhán của nó chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn chẳng qua cũng chỉ có thể ngẫm lại thứ nhỏ kia hỉ nộ vô thường thật khiến nó chọc giận thiên hạ đại loạn tiền bối diệp thần tiến lên thăm dò gọi một tiếng giống như tiểu oa ngủ say như vậy hắn ở thời không đã gặp qua rất nhiều lần thời gian có dài có ngắn có lẽ là mười năm có lẽ là trăm năm ngàn năm vạn năm cũng có thể. Vĩnh Hằng, chia lìa. Nữ đế nói nhỏ, thì triển bóc tách tiên thuật, muốn phân ra đoạn thời không kia. Mạc Bạch phí sức rồi. Diệp thần lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng khoát tay. Ở thời điểm ban đầu, ngay cả lục đại thiên đạo cũng không tách ra được, càng đừng nói đến nữ đế chuẩn hoang cấp, là bọn họ đạo hạnh quá thấp, làm không được tùy ý tách ra, cũng bởi vì tiểu oa quá quỷ dị, không ai biết, đến tổ cùng như thế nào mới có thể từ trong bụng nó, đem thời không làm ra theo hắn thấy hoặc là tiểu oa tự mình phun ra hoặc là kiếm tàu thiên phong cái gọi là kiếm tàu thiên phong chính là đánh cuộc diệp thần lần này đi ra chính là chạy tới đánh cuộc chỉ tiếc tiểu oa đã ngủ say tiền để đánh cuộc phải tiểu oa tỉnh chờ đợi lại là trăm năm năm thứ hai trăm hoang ma trọng tạo thân thể viễn viễn hư vọng sâu trong năm thứ ba trăm sinh vật không rõ thức tỉnh chạy còn nhanh hơn hoang ma năm thứ tư trăm treo trên quan tài đồng hư vọng, ông run lên, như lưu quang chạy đi, xem ra, người trong quan tài còn có mạng, khôi phục như cũ, quay đầu bỏ chạy. Đối với việc này, diệp thần cùng nữ đế không thèm để ý. Ba ba đều vượt qua hoang đế, hai người bọn họ đạo hạnh này, là ngăn không được. Bốn trăm năm, hai người không làm gì cả. Trong lúc đó, bọn họ đều từng đánh đàn, nhưng không thể tỉnh lại, cũng thử nhiều phương pháp, vẫn như cũ không có kết quả, nhìn tiểu oa thật có dấu hiệu ngủ đến đất trời hoang không thể ngủ điều này là lúng túng nó một trái một phải diệp thần cùng nữ đế đều sắp ngủ gật năm thứ năm trăm đứa bé thức dậy nói chính xác điều nhỏ này trong mộng du mắt cũng không chỉnh tề bước chân tập tập một đi lắp lư không mục đích không có phương hướng đi không biên giới diệp thần cùng nữ đế không nhanh không chậm đi theo nhìn từ phía sau tiểu oa mộng du rất quỷ dị luôn lơ đãng phản chiếu ra hai đạo bóng lưng sóng vai mà đứng đều thân hình hùng vũ đều phản chiếu vĩnh hằng diệp thần triệu vân nữ đế thì thà tự nói tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cũng không phải ảo giác mỗi khi có một khoảnh khắc như vậy nàng đều nhìn thật sự rõ ràng là diệp thần cùng triệu vân không thể nghi ngờ mỗi một khoảnh khắc kia nàng đều sẽ nghiêng mắt nhìn diệp thần diệp thần liền bình tĩnh như hình ảnh quỷ huyễn này hắn ở thời không đã gặp quay nhiều lần cũng từng minh tưởng vô số năm tháng hắn cùng triệu vân cùng tiểu oa đến tột cùng có liên hệ gì vì sao trên người nó sẽ phản chiếu bóng lưng của hắn cùng triệu vân đây cũng chỉ là một trong số đó là hiện tượng quỷ dị nếu để cho nữ đế thấy nhiều hơn ví dụ như tiểu oa khóc nàng hơn phân nửa càng mơ hồ tranh bỗng dưng diệp thần xách ra vĩnh hằng kiếm không kịp phản ứng của nữ đế hắn liền công phạt mà ra một kiếm bổ về phía tiểu oa không còn cách nào khác chỉ có thể tấn công nó đánh thức nó dậy cân tiếng kim loại va chạm vẫn là rất thanh thúy diệp thần một kiếm mặc dù hủy thiên diệt địa nhưng bổ vào trên người tiểu oa cũng chỉ lao ra điện quang bị chấn nát vĩnh hằng kiếm ngay cả bản tôn hắn cũng lật ngang ra ngoài suýt nữa bị đánh ra nguyên thần đừng làm bậy nữ đến nhíu mày nói hắn bất tỉnh đoạt không được thời không diệt thần đứng vững thân hình lại ngưng tụ ra một thanh vĩnh hằng kiếm cùng nhau tế xuất còn có độ giáp thiên tự từng viên từng viên in ở vĩnh hằng kiếm uy càng mạnh ầm ầm không đợi hắn khai trảm liền nghe hư vọng sâu trong một tiếng ầm ầm. Có đại chiến, hai mắt hai mắt híp lại, hết tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ sâu. Đập vào mắt, liền thấy một mảnh nước lũ. Đúng vậy, là dòng nước lũ, như dòng nước lũ vỡ đê, từ chỗ sâu cuồn cuộn mà đến, sóng chiều cuồn cuộn, dị thải dâng lên, cũng không phải là nước thật, là quang cùng khí dung hợp, nhiễm một loại cổ xưa mà tang thương thần huy, thanh thế to lớn. Hai người đồng loạt nhíu mày, không biết đó là cái gì. Chỉ biết, mảnh nước lũ kia rất đáng sợ không biết cách bao nhiêu hư vọng đều không áp chế được tâm linh run rẩy sợ là một tia khí của dòng nước lũ liền có thể nghiền nát trí tôn khi họ nhìn tiểu oa thức dậy ngủ gần 500 năm hàng kia cuối cùng cũng tỉnh lại đang đặt thắt lưng lười biếng tranh diệp thần từ hồng lưu thu mắt lại lần thứ hai tế kiếm chém về phía tiểu oa đừng làm bậy nữ đế một câu khẽ nói thật xem không hiểu diệp thần mọi người đều tỉnh còn đặc biệt đánh sao nếu thật sự chọc giận hai chúng ta cũng không cần trở về sao lại không hiểu chuyện diệp thần không đáp lại một kiếm đáp ứng lúc hạ xuống xấu hổ trong nháy mắt trước đó tiểu oa đi rồi đi thẳng vào chỗ sâu thậm chí một kiếm chém không từ đầu đến cuối tiểu oa cũng đều không quay đầu nhìn hắn một cái đáng chết diệp thần cầm kiếm đi theo muốn dùng phương pháp đánh cục đoạt lại thời không nữ đế sóng vai khi thì ghé mắt hành động lần này của diệp thần làm cho nàng rất không lý giải vì sao phải cường công tiểu oa kiếm tổng thiên phong cái này sẽ là diệp thần đáp lại còn phải đánh cuộc ầm ầm phanh ầm ầm sâu trong tiếng ầm ầm đã vang lên tiểu oa lướt qua dòng nước lũ không biết cùng ai chiến đấu chiến chính là nhiệt hỏa ngập trời có sư uy đại chiến thành vầng sáng đang hư vọng lan tràn còn có tồn tại đáng sợ diệp thần cùng nữ đế định thân lại còn người quang minh ám bất định bên ngoài vũ trụ này đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí tân tùy tiện sách ra một người đều là tồn tại vượt qua hoàng đế hai người không dám tiến lên mơ hồ có thể thấy hai con quái vật khổng lồ công phạt trong hỗn độn độn một người trong đó tựa như người không phải người tựa như ma phi ma chỉ biết thần khu hùng vĩ như núi và lại ma sát ngập trời lúc trước cái gọi là dòng nước lũ hơn phân nửa chính là xuất phát từ hắn bao phủ từng mảnh hư vọng về phần một người khác tất nhiên là tiểu oa diệp thần biết là tiểu oa biến thành hình thái nó sẽ không vô duyên vô cớ biến hình thái. Tại thời không vô tận năm tháng, diệp thần nhìn thấu triệt, gặp tiểu oa chiến không lại thời điểm, đều sẽ bị động biến hình thái, là cái loại càng càng đáng sợ này. Bởi vậy có thể thấy được, tôn ma kia đáng sợ bao nhiêu. Vô vọng quang, vô vọng ma, nữ đế thì thảo thì thầm. Diệp thần chưa hỏi, dùng danh hào này đánh giá tôn ma kia, thích hợp nhất là không thể thích hợp hơn, ngoài vũ trụ nhiều sinh mệnh thể không rõ, tôn ma nguy nga kia, hơn phân nửa cũng là một trong số đó, toàn thân nở rộ, đều là ma quang vô vọng. Hình, khi ta quá đáng, vô vọng ma nổi giận gầm lên, thân như vạn cổ lôi đình, chấn đến diệp thần cùng nữ đế kêu lên đau đớn. Hình phạt, hiển nhiên chỉ tất nhiên là tiểu oa. Đúng là vậy, tiểu oa thật không lỗ mi tâm khắc chữ hình, danh hào cũng gọi là hình. Người không được, để cho hắn tới. Một câu này xuất phát từ hình tự tiểu oa. Lời này uy nghiêm yên lặng, chấn diệt dòng nước lũ, cũng chấn lật diệp thần cùng nữ đế. Đây là hai người, lần đầu tiên nghe tiểu oa mở miệng. Đừng nói, trừ thiên khiêng tài chính là khí phách nghiêng nghiêng, một câu chấn ngã hai tôn thương sinh thống soái nếu thật sự muốn một cái tát đánh tới, thiên đạo đều có thể đánh thành cho. Ở khắp mọi nơi lúng túng, không biết bao xa, hai người mới ổn định thân hình, mới vừa mới đứng vững, lại bị hủy diệt sư ba, một đường đụng vào chỗ sâu hư vọng, ngay cả vĩnh hằng cũng bị tiêu diệt. Bên ngoài vũ trụ, có quá nhiều kẻ tàn nhẫn. Diệp thần lẳng lội một chút, ho ra máu, thật sự bị tả kích. Trong miệng tiểu oa nhi hắn, là chỉ vĩnh hằng thiên. Nữ đế khẽ nhếch môi, khóe miệng cũng có máu tươi chảy đầy. Trời mới biết, diệp thần hít sâu một hơi, tế vĩnh hằng trọng tố đế thân thể, có đúng hay không vĩnh hằng thiên hắn không xác định, hắn xác định chính là, trong miệng tiểu oa hắn, tuyệt đối là tồn tại vô thượng, hơn phân nửa có thể cùng tiểu oa địch lại, ít nhất mạnh hơn vô vọng ma muốn chết đấu chiến chưa dừng lại có thể nghe vô vọng ma gào thét hư vọng chấn động không nghe thấy lời nói của tiểu oa nữa nhưng từng đạo huyết quang kia đều là ở trên người vô vọng ma phản chiếu gào thét vang dội không có nghĩa là can trận cũng mãnh liệt tám phần bị tiểu oa đánh gấp gáp à vô vọng ma gào thét áp chế tiếng ầm ầm phẫn nộ cũng bị thương diệp thần cùng nữ đế nghe run rẩy nhìn tư thế này vô vọng ma không chỉ bị truy còn đang bị chiều chết đánh hiển nhiên không phải là đối thủ của tiểu oa nói những lời tàn nhẫn nhất bị đánh ác liệt nhất trừ thiên khiêng tay rất là mặt dài đây là diệp thần cùng nữ đế đều muốn nói một câu kể từ khi ra khỏi vũ trụ cả hai đều bối rối tiểu oa liền ngưu đi tới đâu đánh đến đó ngoại trừ ngủ không phải là đánh nhau chính là trên đường đi đánh nhau thu thập người trong quan tài búa sinh vật không rõ đánh ngoại vũ hoang ma ngay cả vô vọng ma đều bị đánh đứng không vững gầm lên trong tiếng ầm ầm hai người lại nghe một tiếng gào thét hẳn là không phải là người tu tiếng giống kia nghe ba phần giống long ngâm bảy phần giống sư hống chân thật khí phách nghiêng nghiêng thậm chí diệp thần cùng nữ đế vừa đứng vững lại là một trận kêu rên có bên thứ ba tham chiến diệp thần hai trong mắt híp lại tận hết mục lực lại chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn hỗn độn trong có thể thấy thứ ba quái vật khổng lồ vóc người không nhỏ hơn vô vọng ma hư vô ma Nữ đế khẽ lẩm bẩm, cái gọi này là không có vấn đề gì. Bên thứ ba mới gia nhập, đích xác toàn thân lồng mộ hư vô quang. Hai đánh một, hai đế không khỏi lo lắng cho tiểu oa, không biết đứng không đứng. Người, khi ta chờ quá nhiều, những lời sau đó rất tốt để xua tan băn khoăn của hai người. Lời này xuất phát từ hư vô ma, ngụ ý trong lời nói không khó hiểu, cho dù hợp lực với vô vọng ma vẫn không địch lại chữ hình tiểu oa. Lúc trước là một người bị trùy, hiện giờ là hai ma bị đánh. Âm âm, phanh, âm âm. Động tĩnh đại chiến càng lúc càng lớn, tiểu oa một trọi hai, bá thiên tuyệt địa. Tiếng gào thét không ít, phần lớn đều truyền từ hư vô ma cùng vô vọng ma, trong tiếng giống phẫn nộ, xấu hổ chính là gào càng vang dội, liền bị búa càng hùng ác. Động tĩnh đại chiến không biết từ khi nào đã bị tiêu diệt. Hai đại ma đầu nên là bỏ chạy, tiếng ầm ầm dần dần đi xa. Diệp thần cùng nữ đế đuổi theo không buông đối với hư vô ma cùng hư vọng ma hai người không cảm thấy hứng thú tìm chính là tiểu oa đem đoạn thời không nuốt kia trả lại các người muốn đánh như thế nào thì đánh như thế nào thật không may hai người đã bị mất ngoại vũ minh mông hư vọng lại thành một mảnh yên lặng yên tĩnh dọa người đâu rồi diệp thần vẻ mặt rối rắm lúc tìm ngươi tìm không thấy không tìm thì cả thế giới nhảy nhót dừng lại như đề khẽ nói cách đó không xa có sinh mệnh thể không rõ không có hình thái đặc biệt gì, chính là một vũng bùn máu, khi thì nhu động, mà là bay, nhìn làm cho người ta không khỏi buồn lo. Diệp thần đạp hư vọng mà đến, ở cự ly gần ngưng mắt nhìn. Một bãi huyết nê này, nên là ngoài vũ trụ sinh sôi nảy nở, tìm không được nguyên thần, cũng không có tu vi đáng nói, lại có lực thôn vệ cực mạnh, và chất phiêu phù hư vọng, bị nó nuốt hết mảnh lại một mảnh, lúc diệp thần tới, hàng kia còn muốn nuốt thánh thể. Đừng nói, nó có tư cách đó. Cũng là một dị trùng, lại không nhìn vĩnh hằng có thể hấp vệ vĩnh hằng quang u uh, diệt thần tế hỗn độn đỉnh đem nó thu vào trong đó dùng đại thần thông trấn áp hắn năm mang về chư thiên hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu làm không tốt có thể được một chút bí mật đại hoang thần thiết ánh mắt nữ đế thật sự rất dễ sử dụng phát hiện bảo bối chỉ to như nắm tay hình dạng không có quy tắc lóe ra thần quang chói mát ở trên đó còn có rất nhiều thần văn vô hình khắc họa cả khối thần thiết đều ong ong run Phận khí không tệ, diệp thần thả tay ra. Đại hoang thần thiết, hắn có chút nghe thấy, như vật này, trừ thiên vũ trụ cũng không có, nó bá đạo, càng không diệt tiên kim, là thần liệu vô thượng chế tạo đế khí. Không ngờ, gặp nhau ở đây, quả nổi tiếng không bằng vừa thấy. Không phải nặng bình thường, diệp thần trực lưỡi, nắm tay to thần thiết, cầm trong tay, so với dân nhà càng nặng hơn. Ngoài ra, đó là độ cứng. Hắn đường đường chuẩn hoang viên mãn, thi lực nghiền ép, Đúng là không thể bóc nát Hơn phân nửa không hình thành ngoài vũ trụ Nữ đế khẽ nói Tiếp nhận đánh giá một phen Đại hoang thần thiết hình dạng mặc dù không quy tắc Nhưng một bên lại có vết kiếm Chỉnh tề, không khó tưởng tượng Là bị người một kiếm bổ ra Trên thần thiết còn sót lại kiếm uy Trong kiếm uy thì mang theo vĩnh hằng Hơn nữa, không thuộc về vĩnh hằng trong vũ trụ Vĩnh hằng tiên vực Diệp thần một câu trầm ngâm Khí tức bận vậy có chức quen thuộc cùng đã từng diệt thế đại thủ mang theo cơ hội cực kỳ tưởng tượng như thế khối đại hoang thần thiết này tất xuất phát từ vĩnh hằng tiên vực hơn phân nửa là người của vĩnh hằng tiên vực chém lão đại bụng ta sao còn có chút đói bụng hỗn độn đình ong ong run rẩy vòng quanh diệp thần chuẩn xác đó là vòng quanh đại hoang thần thiết trên dưới trái phải chạy loạn vô cùng kích động nuốt nhiều năm thần liệu như vậy liền thuộc khối này cho lực nhất nó bá đạo khó có thể tưởng tượng người nuốt không được diệp thần đạm đạo dùng vĩnh hằng phong thần thiết nhét cho nữ đế xong việc đại đình liền vòng quanh nữ đế cái gì lão đại chủ nhân gì đều đi mẹ hán cái gì cũng không ăn no cơm quan trọng điển hình là ăn hàng nữ đế thu thần thiết diệp thần nói không sai thần liệu hỗn độn đỉnh này nuốt không nổi chỉ vì khối đại hoang thần thiết này thu hoang đế cấp trên đó có lạc ấn cùng kiếm uy luyện hóa mới được còn có bảo bối bên này diệp thần đã nhấc chân đi thẳng về phía sâu nữ đế đồng hành. Không biết từ khi nào, hai người mới định thân, cái gọi là bảo bối, ngay tại phiến hư vọng này, có chiến xa cổ xưa, có chiến kỳ rách nát, cũng có tàn binh nhiễm vết máu. Chiến trường cổ, diệt thần nhím mày. Nhất định là chiến trường cổ, giọng điệu nữ đế tương đối khẳng định một chút, mơ hồ, còn có thể nghe thấy gào thét cùng hô sát, là lưu lại chiến trường cổ, mặc dù chỉ còn lại một mảnh phế tích, lại cố ý niệm còn sót lại, như ý niệm bực này, năm tháng lâu, nhất định sẽ thành tà thần niệm. Hai người đồng loạt bước vào, đi một đường nhìn một đường. Phiến cổ chiến trường này rất là đáng sợ, lệ khí sát khí rất nồng đậm, lạnh như băng mà khô tịch, có mấy đạo như vậy lại còn có thể cắt qua vĩnh hằng khải giáp, một khi xâm nhập thân thể sẽ tổn hại đạo căn, cũng không phải lệ khí cùng sát khí cường hoành, là người đã từng đại chiến ở đây quá khủng bố, lấy hai người xem ra, tham chiến ít nhất hoàng đế cấp. Diệp thần dừng lại trước một cây chiến kỳ. Có lẽ là năm tháng quá lâu, chiến kỳ đã bị hư vọng phong hóa, chạm vào liền thành cho, trên chiến kỳ khác đường vân cùng chữ viết, hắn chưa từng thấy qua, tìm không ra lịch. Diệp thần, cách đó không xa, nữ đế kêu một tiếng, nên có phát hiện, diệp thần thu mắt lại, trong nháy mắt hạ xuống. Nữ đế tìm kiếm, là một cánh tay máu chảy đầm đìa, đến lúc này máu tươi cũng chưa khô cạn, lại còn đang chảy xuôi, mỗi một luồng máu, đều nhiễm sát khí cực kỳ đáng sợ, cho dù là tu vi nữ đế, cũng không dám vọng tự dựa vào quá gần, sẽ bị cán trả. Bàn tay này, Diệp Thần hai mắt hiếp lại, tựa như đã gặp qua ở đâu đó. Nghĩ như vậy, hắn thì triển giả dối. Nữ đế bên cạnh, đã thôi diễn. Hai người lấy cánh tay làm căn cơ, một đường truy tìm thân phận chủ nhân. Trong lúc thôi diễn, khóe miệng hai người đều có máu tươi chảy đầy. Rất hiển nhiên, đều bị cắn trả, không phải bọn họ đạo hạnh không đủ, là người thôi diễn, quá mạnh quá đáng sợ, một cánh tay đều khủng bố như vậy, càng đừng nói chủ nhân. Phốc phốc, nữ đế phun máu, dẫn đầu bại lui, lại mạnh mẽ truy tìm, chính là liều mạng. Diệp thần đủ khả năng chống đỡ, kiên lực thôi diễn. Trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy một mảnh hỗn độn, hết sức nhìn cũng khó nhìn rõ. Mở, diệp thần khẽ quát nhẹ một tiếng, dùng vĩnh hằng mở đường, tầng một lại một tầng đầy ra hỗn độn vân vụ, không có đầy ra một tầng, khóe miệng liền chảy ra một cỗ máu. Mỗi lần đẩy ra một tầng, thánh thể liền nổ tung một tấc, Tung huyết kế đều không thể tại chỗ trọng tố. Đừng làm bậy." Nữ đế khẽ quát nhẹ một tiếng, lại thôi diễn, rất có thể thân tử đạo tiêu. Diệp Thần không nói, mạnh mẽ truy tìm. Mây mù hỗn độn bị hắn từng tầng từng tầng đẩy ra, mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng lưng cổ xưa mà tang thương, tiên phong đạo cốt, tử y phiêu diêu, tựa như đứng ở trên sông dài thời gian, tựa như đứng ở cuối năm tháng, xa đến khó có thể thấy được. Là hắn. Phốc phốc Diệp thần nhìn thấy, nhưng cũng phun máu, nửa đế thân đều nổ thành cho. Nữ đế thấy vậy, vội vàng cuốn quyết vĩnh hằng. Khó trách quen mặt như vậy. Diệp thần thì thào, liêu bão một chút, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi nhận ra. Đã gặp qua. Diệp thần hít sâu một hơi, đích xác đã gặp qua, ở thời không nhất gặp qua, chính là cái kia vượt qua hoàng đế tử y thanh niên, từng đi không biết, còn cùng tiểu oa làm một trận, lúc đầu cờ chống đánh nhau, đến cuối cùng bị chửi không ngẩng đầu lên được. Hắn không bị kinh ngạc về điều đó. Nguyên bản thời không, tử y thanh niên tồn tại. Thời không này, thanh niên áo tím vẫn tồn tại như trước, hơn nữa, nhất định là một thời đại cực kỳ cổ xưa, tham dự một hồi thần ma đại hỗn chiến, bị chém một tay. Hoặc là nói, chỉ còn lại một cánh tay này. Nên là bởi vì bất tử chấp niệm mới khiến cho một cánh tay này đến nay vẫn còn tồn tại. Vượt qua hoàng đế đại hỗn chiến sao? Diệp thần tâm cảnh không bình tĩnh, thanh niên áo tím đáng sợ, hắn ở nguyên bản thời không kiến thức qua, có thể cùng tiểu oa sánh vai, lại ở trong một hồi hỗn chiến thần tử đạo tiêu. Nó đang run rẩy, nữ đế bỗng dưng nói một câu, không cần nàng nói, diệp thần cũng nhìn thấy, cánh tay đang run rẩy, ngón tay đều động một chút, vẫn chảy máu không biết, chẳng qua, chảy ra máu đều thành cho bụi, khi thì còn có vầng sáng lóe lên, hai mắt lắc lư lại chảy máu tươi. Thôi diễn kích thích nó, Diệp thần trầm ngâm nói, cho dù là thanh niên áo tím bị chôn vùi nhưng cánh tay còn sót lại của hắn vẫn có uy nghiêm vô thượng như trước vọng tự suy diễn nó chính là xúc phạm uy nghiêm vĩnh hằng thiên trong nháy mắt này hai người đều tựa như nghe thấy một tiếng gào thét xuất phát từ cánh tay mang theo cơn giận ngập trời cùng với một loại bi thương làm cho người ta run rẩy cũng không biết là không cam lòng hay là bi thương diệp thần không nói nữ đế cũng không nói ánh mắt quang minh tối bất định đây là bọn họ lần thứ hai nghe nói vĩnh hằng thiên đến tột cùng là tồn tại như thế nào đặc biệt là diệp thần đã có tám phần chắc chắn là vĩnh hằng thiên trảm tử phát thanh niên trận chiến đó nên đánh rất thảm thiết phiến cổ chiến trường này còn sót lại quá nhiều gào thét trời biết có bao nhiêu hoàng đế tham chiến trời biết có bao nhiêu người vượt qua thiên đạo táng thân cấp bậc hỗn chiến bậc này vượt quá tưởng tượng cùng chư thiên vũ trụ căn bản không phải là một thứ nguyên diệp thần muốn mang đi cánh tay có cánh tay này có lẽ có thể đem thanh niên tóc tím sống lại. Thế nhưng, hắn lay động cánh tay. Vẫn là câu nói kia, vượt qua uy nghiêm của hoang đế, không phải hoang đế có thể mạo phạm, một mình hắn làm không được, cùng nữ đế hợp lực, giống nhau làm không được, chẳng những không di chuyển được cánh tay, ngược lại còn bị sát khí trên cánh tay đả thương. Đi, Diệp thần là người đầu tiên xoay người, nơi này không thể ở lại, sát khí sát khí quá mạnh, vĩnh hằng đều không chịu nổi, đợi lâu, rất có thể bị nuốt chết tâm thần, hư vọng diệp thần cùng nữ đế sóng vai mà đứng vũ ngoại cổ chiến trường cách đó không xa khi thì còn có thể nghe thấy gào thét trí tôn chết trận đang gầm gừ chôn vùi quá lâu chấp niệm thành tàn niệm diệp thần tâm tình không bình tĩnh ngoài vũ trụ đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật đến tột cùng còn có bao nhiêu tồn tại vượt qua hoàng đế như thần như vậy bất kỳ một tôn nào đi tới chư thiên vũ trụ đều sẽ là hạo kiếp diệt thế đừng nói thương sinh thiên đạo đều có thể đánh thành cho nữ đế nghĩ không sai biệt lắm. Nàng cũng không hiểu, khó hiểu nhiều thần vượt qua hoàng đế như vậy là vì sao mà chiến đấu. Tất liên quan đến vĩnh hằng tiên vực. Suy đoán này, nàng cùng diệp thần là không hư mà hợp. Không biết từ khi nào, hai người mới xoay người. Còn phải tìm tiểu oa, còn phải tìm về đoạn thời không kia, chuyện vũ hoại bọn họ tham dự không được, cũng không có tư cách tham dự, vì bây giờ phải làm, chính là vượt qua nguy cơ. Thương sinh cần trước khi thiên ma sung thất sát, xuất hiện một tôn hoàng đế cấp tọa chấn. Lần tìm này, lại là trăm năm. Hai người đủ sâu trong hư vọng, nâng đỡ lẫn nhau, bóng lưng đều phản chiếu huyết quang. Hư vọng có hố. Chính xác hơn, nó là một cái hố ở khắp mọi nơi. Hai người bọn họ chuẩn hoang đế, xa xa không đủ nhìn, cả phải sinh mệnh thể không rõ mà cực kỳ đáng sợ, cơ bản đều là đối tượng bị truy, đi đến đâu, xấu hổ đến đâu. Lại một lần nữa, Diệp thần bỗng dưng dừng chân, xách ra bầu rượu. Nữ đế nhẹ nhàng đứng, chỉ lơ đãng, lướt mắt nhìn Diệp thần một cái, lại một trăm năm nàng chưa tìm được tiểu oa cũng người được phần quyết tuyệt kia của diệp thần kiếm tẩu thiên phong đánh cuộc dùng đủ mấy trăm năm nàng mới đoán ra ngụ ý của diệp thần không thể không nói phương pháp kia đích xác là khả thi như diệp thần nói đích thật là kiếm tẩu thiên phong cũng đích xác cần phải đi đánh cuộc đánh cuộc thắng liền có thể đoạt lại thời không đánh cuộc thua hư ảo là mộ phần vì sao không được thiếu cái gì diệp thần thì thào không chỉ một lần đàn tấu vĩnh hằng lại như thế nào cũng không dẫn tới tiểu oa theo hắn thấy tất phải đi một thứ thậm chí vĩnh hằng vô linh hồn nếu nó đến đánh thức ta nữ đế khẽ nói không biết lần thứ mấy khoanh chân nhẹ nhàng gầy dây đàn bài hát vĩnh cửu du dương cổ xưa mà nữ đế thiên đình lại thành vô ý thức tranh diệp thần cũng ngồi xuống cũng lấy tố cầm tiếng đàn của hắn giống như lại là một câu chuyện khác càng thêm bi thương đáng tiếc vẫn không dẫn tới tiểu oa tiểu oa không có lại có sinh mệnh thể không rõ không thiếu người hung dữ chẳng hạn như đoạn cầu này hai người đã trải qua rất nhiều lần mỗi lần đến đây hai người đều chọn lọc tránh đi cũng không phải không trêu vào được chúng nó là không muốn lãng phí thời gian nhiều hư vọng nhiều quỷ nguyễn còn có nhiều hơn là bọn họ không thể trêu vào con đường phía trước càng lộ ra về tối tăm từ khi xuất hiện chư thiên vũ trụ đã mấy ngàn năm hai người hiện hiện mệt mỏi thương sinh còn có hy vọng không nữ đế lẩm bẩm con đường này đi quá xa trên dưới hai kỷ nguyên cũng quá lâu nàng từng vì hoang đế đều mệt mỏi muốn ngã xuống chỉ muốn ngủ một giấc vạn năm có diệp thần một câu vang vọng chưa bao giờ buông tha qua cũng sẽ không buông tha hy vọng ánh sáng còn chưa bị tiêu diệt bọn họ còn có cơ hội lật bàn thiếu chính là một cái tạo hóa nữ đế cười không nói gì nữa kỷ nguyên trước nàng cũng kiên định như diệp thần nhưng kỷ nguyên này nàng không chịu nổi nữa. Nóng lòng, bỗng dưng, tiếng sữa cười, vang đầy hư vọng. Hai người không nghĩ tới, đi thẳng vào chỗ sâu. Đáng tiếc, cũng không phải tiểu hoa, mà là một đóa hoa, một đóa hoa đỏ tươi như lửa, cũng không có đất đai, lại sinh trưởng trong hư vọng, hoặc là nói, hư vọng chính là chất dinh dưỡng của nó, cái gọi là tiếng cười khanh khách, chính là từ nó truyền ra. Bỉ ngạn hoa, Diệp thần kinh ngạc nói. Là hoa hư vọng nữ đế cho xác định đáp án đồng dạng có hoa không lá nhưng một gốc hoa đỏ tươi này lại có thêm một mảnh cánh hoa hư xa thế gian lại thật sự có bông hoa này diệp thần lẩm bẩm nói là đã nghe qua loài hoa này cũng chỉ sinh trưởng trong hư vọng hư vọng bất hủ nói liền bất hủ có thể luyện vào trong đan dược cũng có thể dung nhập vào trong cơ thể là yêu thích của hoang đế chỉ vì vậy hoa tiên thiên liền mang theo đạo ngân hư vọng khắc vào thể phách liền hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn càng xa vời nóng lòng. Khi hai người nhìn, hư vọng hoa còn đang cười. Nhưng hai người đều biết là đạo ngân trong hoa này đang cười, bởi vì nụ cười non nớt, chứng minh nó sinh ra cũng không lâu, cái này cũng không lâu sau, là tương đối vĩnh hằng mà nói. Trong thời gian qua bao nhiêu vạn năm, hơn phân nửa chỉ có hư vọng hoa chính mình biết. Hữu duyên vô phận, nữ đế bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng xoay người. Diệp thần cũng đi rồi, lấy đạo hạnh của hai người hắn hiện giờ, mang không đi hư vọng hoa không đúng đi ra ba ba bước diệp thần lại bất ngờ nhìn lại chuyện gì vậy nữ đến nhím mày nó không phải là hoa mà là một vị thần hai mắt diệp thần hiếp lại thành đường vì vậy không có vấn đề gì hắn nhìn một chút cũng không sai nhưng nói cũng không hoàn toàn đúng đó là một đóa hoa không thể nghi ngờ sở dĩ nói nó là một tôn thần là bởi vì hư vọng hoa tất hóa thành hình người tất lấy thân hoa chứng minh lối đi hiện giờ hình thái nó trở về hoa tất là ở nếp bàn, tượng chỉ mộ lão nhân phản lão hoàn đồng, lại trùng tu một đời đạo quả. Quả nhiên, không ai trong số các sinh mạng bên ngoài vũ trụ là đơn giản. Diệp thần giơ tay lên, thăm dò hư vọng hoa. Thế nhưng, hư vọng hoa là hư vọng, hắn một tay xuyên qua, giờ không được thực thể. Hô! Hắn thở dài một tiếng, lần thứ hai xoay người. Cho dù biết hư vọng hoa bí tân, cũng không có cái gì dùng, đạo hạnh của hắn quá thấp. Hai người lại dần dần xa cách bọn họ cũng không phải phát hiện đóa hoa hư vọng kia nhẹ nhàng lay động một chút cũng không biết là ngụ ý gì chỉ biết trên cánh hoa chảy đầy một chuỗi xương hoặc là là một loạt nước mắt dường như có thể nghe thấy tiếng nước nở tranh khúc vĩnh cửu chẳng bao lâu liền vang lên cổ xưa nhiều tăng thương nữ đế vô ý thức chỉ lặng lặng đánh đàn ánh mắt diệp thần cũng là sáng tối bất định trong đánh đàn khi thì ngước mắt lên nhìn nhìn hư vọng mênh mông ngoài vũ trụ hiển nhiên là điểm cuối của phi đạo nếu dự liệu không kém vĩnh hằng tiên vực tất sẽ áp đảo bên ngoài vũ trụ cái này hẳn là liên quan đến văn minh vĩnh hằng tiên vực kia chính là thần cấp văn minh đợi thu mắt lại hắn định thật lâu tiếng đàn của hắn nghe xong chuyên tâm nghe nữ đế cầm khúc nữ đế vô ý thức khóe mắt có lệ không biết vì sao mà khóc cũng không biết vì ai mà khóc thêm mỹ chọc người thương như thế hắn nhìn đủ trăm năm cũng nghe trăm năm trăm năm này hắn nên là người nghe khách duy nhất không biết sinh mệnh lực chạy đến đây quấy rối, mà phiến hư vọng này, tựa như độc quyền hai người, chỉ có một phần lãng mạn. Ta hiểu rồi. Trăm năm kết thúc, Diệp thần lầm bầm một tiếng, mắt có sáng ngộ sắc. Vĩnh Hằng khúc, đích xác thiếu một vật. Một vật này, chính là linh hồn Vĩnh Hằng, nữ đế đánh đàn, sở dĩ không dẫn được hình tự tiểu qua, là bởi vì nàng không có linh hồn, ý thức là một mảnh trống rỗng. Nghĩ đến đây, hắn thuấn thân biến mất. Chuẩn xác mà nói, hắn vào giấc mộng của nữ đế, vừa là thiếu linh hồn, vậy liền bổ sung linh hồn, tất nhiên là do hắn đi bổ sung, về phần có thể làm được hay không, còn phải xem tạo hóa. Giấc mơ của nữ đế vẫn là hư vô mờ ảo. Diệp thần không nói, một đường đi tới cuối mộng cảnh. Đến lúc này, hắn mới khoanh chân cầm. Tiếng đàn theo đó vang lên, vang vọng trong mộng của nữ đế, cùng nữ đế cầm khúc, hoàn mỹ phù hợp, hai loại cầm âm, có hai câu chuyện, cũng dung hợp thành một thể. Lần cầm khúc này, không giống như trước kia bất kỳ một lần nào. Tương dung vĩnh hằng, cầm khúc tương dung, bi thương đến mức làm cho diệp thần điều lệ rơi đầy mặt. Nhìn nữ đế, đúng là có ý thức, trong mắt hơi nước, phản chiếu ánh trăng hư ảo, ngừng kết thành xương, mỗi một giọt lệ đều là vĩnh hằng lệ lệ. Nóng lòng, cách mấy trăm năm, tiếng cười non nớt kia lại vang lên trong hư vọng. Nhân tiện, lần này bọn họ tìm đúng phương pháp, mặc dù muộn nhiều năm, nhưng bài hát tiên vĩnh cửu không muộn, thật sự đã dẫn đến tiểu oa Vật nhỏ kia con người có mê mang đứng ở cách đó không xa tĩnh tâm lắng nghe vĩnh hằng cũng vô thần trí nó mắt to cũng phản chiếu đầy lệ quang lại đang khóc tiền bối có thể trả lại đoạn thời không kia hay không nữ đế chưa dừng diệp thần tất nhiên cũng chưa dừng lại một câu này là nữ đế đang nói cũng là diệp thần đang nói một đời hàm chứa đầy hy vọng chỉ nguyện muốn trở về thời không bị mất tiểu oa không trả lời là người nghe trung thành kèm theo tiếng đàn có một đạo tinh hà bỗng dưng hiển hóa liền ở giữa song phương hà thời hư ảo hà tinh huy lại mộng ảo mà lấp lánh cách vĩnh hằng tiền bối có thể trả lại đoạn thời không kia hay không bên kia tinh hà là diệp thần nữ đế gần như hèn mọn khát cầu nhưng tiểu oa vẫn không có phản hồi diệp thần hít sâu một hơi cuối cùng là ngừng tiếng đàn một bước đi ra khỏi mộng cảnh quái dị chính là lần này nữ đế là thanh tỉnh cũng ngừng cầm khúc tiền bối có thể trả lại đoạn thời không kia hay không? Diệp thần chậm rãi mở miệng, đã là lần thứ ba hỏi, kèm theo từng chữ từng chữ rơi xuống, khí thế của hắn, ở từng tấc từng tấc leo lên, mi tâm khắc ra thánh văn, cũng đồng dạng khắc ra thần văn, bao gồm vĩnh hằng huyết kế, cũng ở trong nháy mắt này ầm ầm mở ra. Như hắn, nữ đế cũng vậy. Hai tôn chuẩn hoang đế, bị bước đến tuyệt cảnh, muốn động vũ lực, quanh thân đều có độ giáp thiên tự lơ lửng, đều khác trên vĩnh hằng khải giáp, ngay cả vĩnh hằng kiếm của tranh minh, cũng lạc ấn độn giáp chỉ có như thế mới có lực đánh một trận tranh diệp thần là người đầu tiên khai công một bước vượt qua tinh hà một kiếm hủy thiên diệt địa nữ đế bất phân trước sau trong kiếm đạo pháp thành vĩnh hằng bọn họ mạo phạm chọc giận tiểu oa nhi cũng có lẽ là vĩnh hằng khúc tán chặt đất nhã hưng của nó vốn là đang khóc lại trượt lộ ra sắc mặt phẫn nộ tranh diệp thần một kiếm đến cũng là không có cái gì dùng tiểu oa không để ý ngạnh kháng một kiếm, một cái tát đem nó đánh bay. Phốc phốc, diệp thần chảy máu, bay ngược, đế thần vỡ vụn, có một tất tất thánh cốt nổ tung, mỗi một khối đều nhiễm máu đế, ngay cả vĩnh hằng huyết kế, đều bị đánh tan. Phốc phốc, nữ đế cũng không khá hơn là được, đế thần vĩnh hằng, nhiễm một vệt máu đế rực rỡ, cổ thiên đình nữ đế từng uy trấn hoàn vũ, cũng không chịu nổi như thế. À, hôm nay hình tự tiểu oa, rất không bình thường, đúng là lập địa biến thành hình thái, diệp thần trong trí nhớ, hàng này chỉ đánh không lại, mới có thể lần lượt biến hình thái, càng biến càng mạnh. Hiện giờ, rõ ràng tuyệt đối nghiền ép, cũng đã thay đổi. Có lẽ là diệp thần hiểu không đủ, cũng có lẽ là bọn họ kích thích tiểu oa, vô luận là loại nào, đều đủ hung hiểm, tiểu oa nhi hình thái không thay đổi, đều có thể chống lại hoang ma một trận bạo trùy, càng đừng nói là nó biến thành hình thái. ầm ầm kèm theo một tiếng nổ vang, lấy tiểu oa làm trung tâm một đạo vòng xoáy đen kịt hiện ra cực nhanh chuyển động có lực thôn vệ hủy thiên diệt địa vật chất hư vọng bị bao trùm thành mảnh từng mảnh từng mảnh bị cuốn vào trong vòng xoáy nó vẫn là đứa bé tham ăn kia chỉ chẳng qua vòng xoáy hôm nay là một loại cách ăn khác mà thôi chư thiên sao cho ngươi như đế khẽ nói đối với giờ thần nhìn lại cười lại rút đi vĩnh hằng khải giáp như một đạo tiên quang nhào về phía vòng xoáy đen kịt rất hiển nhiên là tự nguyện bị muốt, đây chính là kiếm tẩu thiên phong, đã là muốn không có một đoạn thời không kia, cũng chỉ có thể đi trong bụng tiểu oa tìm, nếu có thể tìm được, nếu có thể đi ra, vậy vạn vực thương sinh liền còn có hy vọng. Thật vậy, đây là một cuộc đặt cược vào cuộc sống. Không ai biết vào bụng tiểu oa sẽ như thế nào, có thể chết tại chỗ tiêu tan, có thể trong nháy mắt hồn phi yên diệt, thật sự như thế, trừ thiên vũ trụ chính là kỳ nguyên hủy diệt, nếu có cơ hội quay lại, liền có thể tìm về một đoạn thời không kia. Đây là một trận đánh cực lớn, đánh cuộc chính là mạng. Nữ đế đủ dùng mấy trăm năm mới có thể phá được ý nghĩ của Diệp Thần, tôn tiểu thánh thể này, sợ là trong nháy mắt hắn xuất vũ trụ, liền chạy theo phương pháp này. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước, hắn không hề có điểm báo đi công phạt hình tự tiểu oa nguyên nhân, chính là vì bức tiểu oa nuốt hắn, dùng cái này, đi tìm đoạn thời gian mất mát kia. Thành thật mà nói, nàng rất bội phục quyết đoán của Diệp Thần. Chẳng qua, đã hiểu rồi, tự nhiên không thể để cho Diệp Thần đi thử. Hắn là thánh thể, là thống soái thương sinh của kỳ nguyên này, là muốn cùng thiên nhất chiến, ai chết hắn cũng không thể chết, thật muốn có một người đi đánh cuộc, cho dù là nàng đi, đổi lại bất kỳ một người nào, cũng sẽ như thế, cam nguyện vì hắn tan xương nát thịt. Lần này, đổi ta, Diệp thần mỉm cười, hắn thi triển vĩnh hằng di thiên hoán địa, trong nháy mắt nữ đế sắp rơi vào vòng xoáy, đem nó đổi ra, trong nháy mắt đó, hai người thay đổi vị trí. Một màn này, rất quen thuộc, đã từng diễn qua một lần, Năm đó ở Thái Cổ Lộ, ở Thái Cổ Hư Vọng, vì đổi mạng diệp thần, nữ đế cũng từng cùng hắn thay đổi vị trí, cam nguyện bị cuốn vào vòng xoáy hư vọng kia. Chẳng qua, lần này nhân vật thay đổi mà thôi. Năm xưa, là nữ đế kỹ thuật cao hơn một bậc, hôm nay là sự bất tử vĩnh cửu của thánh thể. Không, nữ đế khàn ngâm thanh, là tên tâm liệt phế, cũng không biết là nữ đế đang hô, hay là sở huyên sở linh đang khóc lóc, sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị diệp thần đổi trở về nên là diệp thần vĩnh hằng sớm đã vượt qua vĩnh hằng của nàng chờ ta diệp thần ôn nhu cười bị cuốn vào vòng xoáy trong nháy mắt biến mất trong chớp mắt trước đó hắn tế vĩnh hằng thi triển một loại tiên pháp vô thượng liên động một đạo lạc ấn khắc trong cơ thể nữ đế là rất nhiều năm trước đã khắc xuống chính là vì hôm nay chính là đạo lạc ấn này mang đi thiên đình nữ đế đại sở đệ thập hoàng chân thật đại thần thông chỉ một đạo vĩnh hằng lạc ấn liền tiễn nàng đi cách vô tận hư vọng đem nó đưa về thái cổ hồng hoang oa lao trên đỉnh núi hoang của hồng thái cổ có tiếng kêu thảm thiết là hàng của huyền đế cả ngày ngồi canh giữ trận tuyến quả thực nhàm chán chạy ra ngoài đi dạo lúc này mới vừa lên trên ngọn núi đã bị người nện nữ đế bị trở về đợt ván ván chỉnh tề thần tôn thấy thuấn thân hiền hóa chúng đế thấy vậy tập thể đứng dậy nữ đế vẫn là nữ đế kia vẫn là phong hoa tuyệt đại như vậy thế nhưng bên cạnh nàng thiếu một người. Diệp thần đâu? Đây là tất cả mọi người muốn hỏi, hai người cùng nhau ra khỏi vũ trụ, vì sao chỉ có một mình nữ đế trở về, đại sở đệ thập hoàng đây, chí tôn thánh thể ra đâu? Nữ đế không nói, nước mắt lưng tròng. Trung quy là nàng sai một chiêu, từ đầu đến cuối, đều là diệp thần liều mạng. Ta, còn sống không? Diệp thần thì thào, chỉ cảm thấy ý thức mê ly, như nhất diệp phù bình, trôi giạt ở câu, trong biển, không có mục đích cũng không có hướng không biết đau đớn cũng không biết năm tháng hắn vẫn còn sống chỉ chẳng qua đã thân hủy thần diệt chỉ còn lại một chút ý thức không biết bao lâu hắn mới thành ý thức thể cũng không biết bao lâu ý thức hình thái thể hắn mới chậm rãi mở mắt đập vào mắt chính là một mảnh trống rỗng đúng vậy là trống rỗng chính xác hơn mà nói là không biết bụng của tiểu oa chính là vô cùng ẩn số tất cả mọi thứ quy tắc càn khôn thời gian không gian, tất cả chỉ là hư vọng, không có khái niệm để nói. Đúng là không biết, Diệp Thần một câu khẽ lẩm bẩm, đây là hắn, lần đầu tiên đến trong bụng tiểu oa, không nghĩ tới, cũng là một mảnh trống rỗng, vậy nó ăn đồ ăn thì sao? Sông Trường Hà, cây cỏ núi, vạn vật sinh linh, đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ, đều hóa thành trống rỗng? Thật sự là như thế, vậy hắn thật đúng là may mắn, ít nhất có ý thức còn sót lại. Có ý thức, đó là hy vọng, cho hắn đủ thời gian liền có thể trọng tố nguyên thần cùng thân thể đã đánh cuộc thắng ba thành diệp thần bỗng dưng cười vào bụng tiểu oa mà chưa chết là ba phần thắng tìm được đoạn thời không kia cũng vì ba phần thắng mang theo thời không rời đi liền lại là ba thành phần thắng về phần còn lại một thành tự nhiên phải xem tạo hóa kiếm tàu thiên phong đánh cuộc đánh cuộc hắn thành công bước ra bước đầu tiên ý thức thành thanh minh hắn mới ngửa mắt lên nhìn phía trên cũng là một mảnh trống rỗng mờ ảo mà hư vô Nhìn không thấy tiểu oa, cũng không thấy bên ngoài vũ trụ, cũng có lẽ là đạo hạnh của hắn quá thấp nhãn giới có hạn. Đợi thu mắt lại, hắn mới khoanh chân mà ngồi. Ý thức thể của hắn, vô ly bất định, vặn vẹo không chịu nổi, không có hình thái cụ thể, khi thì như hỏa diễm, khi thì như thủy triều, khi thì như mưa ánh sáng, khi thì như sấm sét, cần ngưng tụ ra hồn phách, cần tạo ra nguyên thần, có thể tạo ra thân thể tất nhiên là tốt nhất. Không có khái niệm thời gian, cũng không ai tính toán năm tháng cho hắn có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm, hắn mới ngưng tụ ra một tia hồn, sau thành nguyên thần thể, sau đó vĩnh hằng bất hủ, có thành thánh thể đế thân, quá trình này cực kỳ dài. Hắn đứng dậy một lần nữa và đi bộ trong mờ mịt. Trời mới biết bụng tiểu oa đến tổ cùng lớn bao nhiêu, hắn đi đủ trăm năm, đều không nhìn thấy điểm cuối, chính là bởi vì bốn phương đều trống rỗng, tựa như vô luận đi như thế nào, vô luận đi bao xa, đều phẳng vất là đang dậm chân tại chỗ. Thời không còn đâu diệp thần không chỉ một lần gãi đầu tiến là tiến vào cũng còn có mạng còn sót lại xấu hổ chính là không biết tìm thời không như thế nào làm không tốt thời không đã bị hóa diệt mà phiến trống rỗng này dường như ngoại trừ hắn cái vật sống này liền không còn gì khác đang đi đột nhiên thấy không rõ một trận lắc lư diệp thần một người không để ý suýt nữa ngã xuống đợi đứng vững mới ngửa mắt lên nhìn nên là tiểu oa đang ngủ xe tỉnh lại bởi vì tiểu oa thức tỉnh hắn có thể nhìn thấy ngoại giới cũng có thể nhìn thấy tiểu oa vật nhỏ kia đang đặt ở chỗ kia duỗi thắt lưng đâu lúc trước phát sinh hết thảy nó đều không có trí nhớ ngủ một giấc liền cái gì cũng quên cách một đoạn năm tháng trí nhớ của nó sẽ thành linh cũng giống như không biết này thành một mảnh trống rỗng cũng khó trách nó không nhận ra diệp thần cùng nữ đế diệp thần thở không dám thở một tiếng sợ tiểu oa phát giác hắn trên thực tế tiểu oa biết hắn ở trong bụng lười phản ứng nó nốt qua rất nhiều tồn tại cường đại không thiếu người xuất chúng có thể sống sót trong bụng nó một đoạn năm tháng. Rất có người ở đây, chẳng qua cái này cũng không có gì, thời gian dài, đều sẽ hóa thành trống rỗng, vào bụng nó, sớm muộn gì cũng đồng hóa với không biết. Nóng lòng, diệp thần nhìn chăm chú, tiểu oa lại bắt đầu nhảy nhót, bước chân chập chững, ở trong hư vọng chạy loạn, vẫn là mộng bức như vậy, vẫn là ngây thơ xá lạn như vậy. Thế giới của nó, như thể tất cả mọi thứ là mới lạ. Cũng đúng, ký ức mỗi lần thanh linh một lần, chính là một khởi đầu mới, không nhớ rõ quá khứ, cũng không biết mình là ai, nó mới thật sự là vô tri vô giác. Diệp thần lại một lần nữa thu mắt lại, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ biết một chỗ có ánh sáng, hắn mới bước nhanh hơn, một mảnh trống rỗng không biết, khó có được ánh sáng khác thường, sao lại nhìn cũng không hợp, chính là nhân cách không hợp, mới càng thêm trói mắt. Đợi đến khi khoảng trống kia, mới biết ánh sáng là gì. Là đượn giáp thiên tự, cũng đủ hơn trăm khỏa, lơ lửng giữa không trung, tự mình sắp xếp, Đối với việc này, Diệp Thần không chút ngoài ý muốn, lấy hắn đối với tiểu oa hiểu biết, cái này thì cái gì nuốt cái gì ăn hàng, chỉ có một vật là tiêu hóa không được, đó chính là độn giáp thiên tự. Ở thời không nhất, hắn từng thấy qua tiểu oa thổ lộ độn giáp, tiêu hóa không được, bây giờ lại thêm một thứ. Cũng chính là hắn, đến nay còn sống, chính là minh chứng tốt nhất, chỉ là không biết có thể tồn tại lâu dài hay không. Làm không tốt, tiểu oa hưng trí vừa lên, sẽ đem hắn hóa diệt tại chỗ. Đã gặp ta liền không khách khí. Diệp thần phất tay, thu trăm khỏa độn giáp thiên tự, tiếp tục tìm kiếm. Không thể không nói, thu hoạch rất phong phú. Độn giáp thiên tự mà, còn nữa, lại không ở cùng một chỗ, ít nhiều xếp chồng lên nhau, tựa như phân bang phái, rõ ràng gặp nhau không xa, nhưng vẫn chưa tụ tập ở một chỗ. Diệp thần rất tự giác, thấy liền thu, không khỏi thổn thức. Ở bên ngoài, tìm một chữ trời gian nan như thế nào, đến đây, lại nhiều như vậy, cũng trách tiểu oa tham ăn, định nuốt quá nhiều, nhưng khó có thể tiêu hóa diệp thần chưa dừng lại vừa đi vừa xem vừa tìm theo lý thuyết bụng của tiểu oa nên là một tòa bảo tàng sống thế nhưng vào bụng nó không phải bị hóa diệt chính là thành không biết bảo bối gì đều sẽ thành hư vô trừ độ giáp thiên tự những thứ khác ngay cả cạn bã cũng không tìm được thời không còn đâu bảo bất bảo bảo không sao cả chủ yếu nhất là thời gian không gian hắn một đường đi một đường nhìn ngoại trừ không biết còn là không biết nhưng hắn tin tưởng vững chắc xuyên thời gian không gian hóa thành trống rỗng, vẫn có thể tìm ra, chẳng qua, hắn không tìm đúng phương pháp mà thôi, nơi này bất đồng ngoại giới, rất huyền bí. U, 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 đã từng có một khoảnh khắc, trống rỗng không biết lại lay động, đến không hề có dấu hiệu. Diệp thần ngửa mắt nhìn, mới biết tiểu oa cùng người đánh giặc, càng chuẩn xác mà nói, là đấm người bạo trùy, nói đối phương là cá nhân, cũng không xác thực, nên là một sinh mệnh thể quỷ dị, không có hình người gì, càng giống một con quái vật, có đầu không mắt, có miệng không mũi, toàn thân đỏ thẫm, và lại còn phủ đầy vầy, tiếng giống như long ngâm, hắn ở trong bụng tiểu hoa, có thể rõ ràng có thể nghe thấy. Hoàng đế cấp, diệp thần khẽ lẩm bẩm, sinh mệnh thể quỷ dị, rất là có thể chống lại, ít nhất bị tiểu hoa hai cái tát, còn chưa bị đánh thành cho, và lại lực khôi phục bá đạo, đều bị đánh không có hình thái, huyết nhục còn đang nhúc nhích, có thể trong thời gian ngắn trọng tố. Đáng tiếc, không dễ sử dụng. Tiểu oa nên là đói bụng, khi phách nghiêng nghiêng, đánh thành một gò quái vật kia, sau đó toàn bộ nuốt vào trong bụng, Diệp Thần làm mắt thấy quái vật kia từ trên cao đập xuống, thật là quái vật khổng lồ, giống như núi rừng vậy. Nhưng, còn chưa chính thức hạ xuống, đã bị lực lượng không biết, từng tấc từng tấc hóa diệt, mỗi một khối cốt nhục, mỗi một giọt máu tươi, đều bị đồng hóa thành trống rỗng. Diệp Thần nhìn thấu tâm lạnh, hoàng đế cấp cứ như vậy bị xóa sổ, trở thành một khoảng trống. Vì vậy, hắn đã rất may mắn, hoàng đế đều bị diệt Tiểu chuẩn hoang đế này của hắn lại có thể sống sót ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nợ đi cho chấp niệm. Nên là hắn đạo tâm không chết, mới đến nhân thân bất diệt. Bên ngoài, đứa bé nặt một cái, tiếp tục nhảy nhót. Diệt thần liền thổn thức. Nhìn người ta, cao lớn bao en nào, thôn hoang đế giống như ăn khuya. Tôm nhỏ này của hắn, hơn phân nửa chính là một khối điểm tâm nhỏ, nét răng cũng không đủ. Cân, ngô, rầm rầm. Sau đó, tiếng ồn ào rất nhiều, tiểu oa thật sự là một người ăn hàng. Đi đến đâu ăn được, bên ngoài vũ trụ có rất nhiều vật quỷ dị, gia sinh mệnh thể, còn có không ít thứ kỳ quái, như thiên thạch, như thương hải, như chiếc tiền thiết, cái gì cũng ăn. Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng. Tận mắt nhìn thấy, luôn cảm thấy bụng của Tiểu Oa chính là một nhà máy xử lý rác. Lộn xộn, tất cả mọi thứ. Nói là nhà máy xử lý rác, một chút cũng không phân biệt được, bởi vì chỉ cần vào bụng Tiểu Oa, cái gì cũng bị hóa diệt, bị dung nhập vào không biết, bị hóa thành trống rỗng, bất giác Tiểu Oa lại đến một mảnh hư vọng, Diệp Thần mắt không chớp mắt, mảnh hư vọng kia, hắn cùng nữ đế từng đi qua, chính là vũ ngoại cổ chiến trường kia, chiến xa cổ xưa, đại kỳ rất lâu, khắp nơi đều là, đến đây, Tiểu Oa có chút quái dị, lúc trước là cái gì cũng ăn, đến đây lại đầy mê mang, nên nhớ tới chuyện cổ xưa, thế nhưng mi tâm chữ hình, khi thì lóe ra vĩnh hằng, làm cho nó nhớ không nổi. Vĩnh hằng thiên, bởi vì hắn, tàn niệm chiến trường lưu lại, tựa như có cộng hưởng lại đang đồng thanh gào thét, chính là phát ra từ linh hồn gầm thét, phẫn nộ, bi thương, nghe diệu thần tâm linh run rẩy, tựa như có thể nhìn thấy một đám anh hồn, ở thời đại cổ xưa nào, chiến đấu thảm thiết bao nhiêu, mang theo không cam lòng, một đám ngã vào trong hủy diệt. Ngô, tiểu oa ôm đầu nhỏ, thần sắc thống khổ, vùi đầu gầm nhẹ, nó nên có một ít ký ức rời rạc, thế nhưng nhìn không đồng ý, có một đoạn ký ức, sẽ xóa đi một đoạn ký ức, mà tiểu oa nhi, liên ở đây nhớ lại cùng nhớ không nổi, chịu cực thống khổ dày vò, phần kia ngây ngô kia làm cho nó muốn phát cuồng, cái gọi là oán hận, không biết nên đối với ai. À, tiểu oa này một tiếng gào thét cũng không non nớt, ở diệp thần nghe được, còn có chức quen thuộc, giống như thanh âm của diệp thần hắn, cũng giống như thanh âm của triệu vân. Cảnh tiếp theo đích xác diễn ra như vậy, tiểu oa lại biến ảo hình thái, lúc thì là triệu vân, lúc đó là diệp thần hắn. Như cảnh tượng này diệp thần đã không chỉ một lần gặp qua cho đến nay hắn cũng không biết tiểu oa cùng hắn cùng triệu vân là quan hệ gì vĩnh hằng thiên vẫn là tiếng gào thét này xuất phát từ tàn niệm chiến trường lưu lại diệp thần có thể rõ ràng nhìn thấy sống ra một tiếng này sau đó chiến trường lưu lại tàn niệm tất cả đều thành cho bụi nhưng tiếng gầm gừ phát ra từ linh hồn kia lại giống như ma chú vang vọng ở phiến chiến trường cổ sơn này giống như chỉ để đánh thức tiểu oa vì thế tất cả tàn niệm tất cả hy vọng khi còn sống đều chút vào tiếng gào thét kia triệt để tan thành mây khói ngô tiểu oa nằm sấp ở đó không biết là gào thét hay là khóc ngươi cũng là thương sinh thống soái sao diệp thần thì thào tựa như đồng cảm đi chạm vào khóe mắt lại còn có nước mắt hắn bắt đầu giả tưởng một hồi chiến tranh một hồi chiến tranh giữa người và thần toàn quân nhân đạo bị diệt chỉ còn lại một thống soái ngây ngô bị phong ấn đến lĩnh vực không biết năm tháng vô tận không nhớ nổi chuyện cũ, như một cỗ sát chết tàu tàu, phóng đãng trên thế gian. Bây giờ, nên là anh hồn của thương sinh, đang kêu gọi thống soái của họ, có thể nó một lần nữa quật khởi, có thể nó kêu gọi cuộc sống, thổi kèn một lần nữa, chiến đấu với thiên đạo.